Mới có 11 giờ sáng mà thằng nào sùm dữ vậy trời. Sáng sớm sao cứ để mình nóng vậy trời. Haha, muốn tao bốc đầu không? Thôi mẹ ơi. Nhìn là ưa không nổi rồi. Chắc cho mỗi thằng một viên quá. Ê đứng lại, để mình lái cho mấy ní ơi. Thôi dẹp đi ông nội ơi, mày phá thôi chứ mày lái cái gì. Thôi lên đi. Tao thấy mày tội nghiệp mới cho mày chơi chung á. Lái đàng hoàng nha mày, làm sao mà ba đứa té lội băng ổng đi. Đạp từ từ thôi. Chạy gì là chậm rồi đó ba ơi. Bye. Chạy xíu thôi bạn ơi, mình sơn lại cho bạn rồi nè. Xin lỗi hen, của đi thay người. Còn người còn của, đừng buồn nha bạn. Mới sáng sớm mà xui ghê bay. Biết vậy tao không đi theo tụi bay làm chi cho mang quạ. Tại mày chứ tay ai. Thôi lên xe tao trở về. Rồi thấy đường chạy xe không ba? Sao không mày? Đạp từ từ thôi ông nội ơi. Biết rồi ông nội ơi. Ê ơi, thắng lại, coi chừng đụng vô cái bàn thờ ông nội tao bây giờ. Ê, tao vừa nghĩ ra cách làm ăn với cái xe này á. Làm ăn gì nói luôn. Thì bán nước mía. Sớm này 100 người, mỗi ngày bán 100 ly, mỗi ly 5.000, một tháng kiếm sương sương 1 tỷ 250. Đâu ra vậy ông nội? 100 ly một ngày thì một tháng lời 2 tỷ 3. Chia ra mỗi đứa được 1 tỷ rưỡi. Làm giàu dễ vờ lờ. He cột lùng. Mà bán ở đâu? He. Bán ở đâu mày? Bãi đất trống gần nhà mày á. Ba mẹ, ai thả bò ở đây vậy trời? Mờ lem. Đừng có tỏ ra thèm thuồng như vậy. Người ta đánh giá anh em mình á. Hi. Qua bên kia xử lý đi. Ok fan. Xong chưa? Từ từ. Lau miệng giùm con cái ông nội ơi. Sạch chưa mày? Rồi sạch rồi. Qua bên kia lấy cái xe đi theo tao. Ok. Đậu ở ngay bức tường đó được rồi. Ê, tao thấy thiếu cái gì á tụi bay? Thiếu cái gì? Rồi mía đâu mà bán mấy ông nội? He, sẵn đó mà chạy đi mua mía luôn đi. Ba mẹ tụi bay khôn ghê á. Leo lên đầu tao ngồi luôn đi. Rồi mía đây. Hình như còn thiếu ghế. Tao đi mua đúng một lần nữa thôi hen. Hồi nãy tao quên nói là thiếu bàn nữa mày ơi. Lần này tao đi mua lần cuối. Tụi bay mà sai tao một lần nữa là tao lụm hai đứa bay á. Còn thiếu gì nữa không ta? Thiếu cái gì nói luôn. Chắc đủ rồi á. Rồi giờ ngồi nhìn nhau vậy á hả? Sao không có một con ma hết vậy ta? Có kìa. Vô làm ly nước mía cho thơm miệng không mấy ní. Cứ như này thì ế thấy bà nội luôn á tụi bay ơi. Để tao gọi thằng Búp ra mở hàng. Alo. Nghe nè Đen. Tao mới mở quán nước mía đối diện nhà thằng Gùi nè. Qua làm nhạn ly. Bao nhiêu một ly? Có 5.500 thôi à. Ok. Ok, qua nhanh hen. chuẩn bị đi bay. Có khách shop sắp mở hàng. Kìa nó tới kìa. Thằng Cục, sao? Biến chỗ khác cho khách ngồi mày. Thái độ không? Đá của họng mày giờ. Làm đi đứt mía cho thơm miệng nha. Ok. Ê rồi, làm đi đứt mía đi mày. Ok, đang làm nè ní. Đây, nước mía đây quý khách. Trời đất quỷ thần, cái gì vậy ông nội? Mày để nguyên cây mía về sơm cho hỏng khách hả ba? Vậy chứ sao? Ép ra mới uống được. À ok. Rồi thằng này đi đâu nữa vậy trời? Trời ơi mày làm cái gì nữa vậy? Không thấy tao đang xay nước mía hay sao mà hỏi mày? Rồi mày xay kiểu gì nữa vậy? Máy xay này nó chạy bằng cỏ mày ơi. Rồi úp lẹ đi khách yêu. Ủa đi đâu vậy? Rồi xong. Chuyến này ông nội tao sống lại cũng không cứu được mày rồi ơi. Vậy là sáng giờ bán được 4 ly. Một ly của tao uống thì không tính đi. Còn 3 ly còn lại bán cho ai mà tao không thấy đồng bạc nào hết trơn ta. Một ly tao uống. Tao cũng uống một ly. Vậy là hết 3 ly tụi mình uống. Vậy còn một ly nữa đâu? Thánh thần ơi, bò mà uống nước mía nữa. Thôi mày bỏ tay xuống đi. Không xong rồi, cả ngày không bán được ly nào luôn. Gọi chị Hảo cầu cứu coi. Ha, để tao gọi. Alo. Cái gì vậy Đen? Chị Hảo uống nước mía không? Ở đâu? Em bán. Thật luôn, mày bán nước mía hả? Chứ sao, người bán được thì heo cũng bán được. Vậy ship tao một ly đi. Ok chị, ship ở đâu? Ở nhà tao á mày. Ok chế, tới liền. Có khách mở hàng rồi tụi bay ơi. Công nhận cái đường vô nhà chị Hảo bất ổn ghê á. Mày tông trúng cái gì ở sau nhà tao rồi? Cái chuồng gà sau nhà chị á Banh rồi. Xin lỗi nha. Rồi nước mía của tao đâu? Thiện giờ xay nè chị. Xay mía đi rồi ơi. Đang xay nè ông nội ơi. Còn ai nữa không mày gọi luôn đi. Còn một người cuối cùng. Alo, ông ba hả? Con mới mở quán nước mía qua làm ly cho thơm miệng đi ông ba. Thôi, hồi sáng tao uống cà phê rồi. Đi mà ông ba. Thôi tao sợ mày lắm. Thề luôn, lần này không bao giờ làm ông thất vọng. Tao mệt mày quá, mà quán mày ở đâu? Bãi đất trống đối diện nhà thằng Gùi á. Ừ, biết rồi, xíu tao qua. Lần này thằng Gùi núp chỗ nào xây nước mía nha. Đợi ổng thấy là ổng đập chạy không kịp á. Làm đi nước mía cho thơm miệng hay không ba? Được không vậy mày? Cứ tin tưởng ở con. Xay mía đi rồi ơi. Đang xay. Ủa, xay nước mía ở đâu mà lâu quá vậy mày? Xay mía ở đâu ông đừng có quan tâm. Miễn sao có nước mía cho ông uống là được. Đây, nước mía đây. Mà không có đá hả? Đá hả? Đợi một chút nha ông ba.